Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống, và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa ba sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi, ngài ấy rất là phong độ giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng, mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi cho, thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Bà ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời, và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả George? Không quá làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên chó, tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình, nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và chó. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Sao mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không? Ôi chót. Âm thanh là của chót. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em chót đúng là không dở thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Chót đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để chót trốn lần nữa. Như em chót trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. 1 2 3. Ôi trời, Peppa sẽ 4, dễ dàng tìm được George thôi. 5 6. George, qua bên 7, này nè con. 8 9 10. Em sẵn sàng chưa? Chị
đi tìm đây. Ồ, em chó không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em chó đang ở trong giỏ đồ chơi. Chó sẽ không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy chó ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em chó ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì ba nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn. Chó, tìm được em rồi. Ôi chó ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ chó đã trốn sau tờ báo của heo ba. Ba sẽ xem bản đồ, còn heo mẹ sẽ là người lái xe. Anh có chắc không heo ba? Lần trước anh xem bản đồ, chúng ta xém bị lạc vì sự bực bội của anh. Chúng ta sẽ không bị lạc nữa đâu em. Và anh sẽ không bực bội. Lâu nào Wendy ơi, chúng tôi tới đây. Mình gần tới chưa ba? Chưa đâu con. Ờ. Con có muốn chơi trò chơi không? Dạ có. Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Heo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh, và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đang nhìn thấy một thứ, đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à, anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Wendy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Wendy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba, hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Wendy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả George? Không quá làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên chó, tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà
răng của mình, nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và Sean. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Chó, chị sẽ không ngủ đâu. Hai chúng ta phải thức cả đêm nha. Chúng ta phải đợi nàng tiên răng. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Chào Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên, demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ, petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng, petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ballet rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Mẹ. Miau. Này. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. Không Jocks, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi Jocks. Peppa và Suzy muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không George, chị đang chơi với Suzy mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa? Chót ơi. Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho.
Penguin, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Và vở diễn xin được phép bắt đầu. Bà đang ở trong nhà, nhưng vị khách là ai đây? Chúng ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Danny à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà, bà phải vào trong tủ áo mới được. Vào trong tủ quần áo đi. Vậy là con chó sói xấu xa đã giả làm bà. Mình chính là cô bé quạt khăn đỏ. Mình đang đi thăm bà của mình. Oh, ho, Peppa. Bà ơi, bà không được phép chụp hình mà. Xin lỗi Peppa, con tiếp tục đi. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Sao không giống bà của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao rắn của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính là chó sói sống xa. Cô bé đã la lên cầu cứu. Vừa đúng lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Cứu tôi với. Vừa lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Pedro hơi nhút nhát. Pedro, con có muốn cô đi với con hay không? Dạ có. Ngươi có phải là con chó sói xấu xa không? Cứu được người bà rồi. Cảm ơn bác thợ săn. Quang hô! Quang hô! Pedro, hôm nay cậu diễn rất là giỏi. Cậu giỏi gần văn minh rồi đó. Ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. Chót, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Coi chừng, trái bí của heo ba kìa. Con xin lỗi ba. Nhìn chót kìa, em ấy đi chậm quá. Em chót vẫn dùng xe đạp của em bé. Cậu cũng đang chạy xe của em bé mà bé ba. Cậu vẫn dùng bánh xe hỗ trợ đó. Mình có thể chạy mà không cái bánh xe hỗ trợ luôn. Mẹ. Mình cũng vậy. Mình nữa. Chúng ta chạy lên đồi lại đi. Cậu có đi không bé ba? Không, mình nghĩ là mình sẽ ở lại đây. Lát nữa
Tạm biệt. Peppa ước sao xe đạp của mình không có bánh xe phụ nữa. Ba ơi, con không muốn gắn bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu Jacks. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ chắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Chúng ta sẽ tập diễn cô bé quàng khăn đỏ. Mỗi đứa trẻ đều có vai trong vở diễn. Họ phải tập luyện ở nhà. Peppa sẽ đóng vai cô bé quàng khăn đỏ. Heo mẹ đã làm trang phục cho cô bé. Trong khi đó heo ba giúp Peppa tập luyện. Được rồi Peppa, con phải nói những gì nào? Mình là cô bé quàng khăn đỏ. Tốt lắm. Rồi sao nữa? Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Chó Danny, cậu ấy sẽ đóng vai chó sói độc ác. Và chó ông cùng chó mẹ giúp cậu ấy tập luyện ở nhà. Ta là chó sói độc ác đây. Con cố đừng có cười Danny à. Con phải đáng sợ hơn một chút nữa. Con thử làm như vậy đi Danny. Ta chính là chó sói độc ác đây. Và ta sẽ ăn tất cả các người. Thấy chưa? Phải, đúng là ông của con rất đáng sợ. Người Pedro sẽ đóng vai người thợ săn. Cậu ấy sẽ cứu Peppa khỏi con chó sói độc ác. Ta là thợ săn và... Pedro có hơi nhút nhát. Nè, hãy nói là ta sẽ đuổi nhà ngươi đi, con chó sói xấu xa kia. Mau đây đây con sói hư. Con làm tốt lắm Pedro. Trong khi đó thỏ Rebecca sẽ đóng vai người bà. Con phải nói gì hả mẹ? Để xem. Ở phần đầu vở kịch, con bị nhốt vào tủ áo bởi chó sói độc ác. Và sau đó ở đoạn cuối của vở diễn, con được người thợ săn cứu thoát và con nói là cảm ơn. Cảm ơn. Con làm tốt lắm Rebecca. Tất cả phụ huynh đã tới để xem vở kịch. Thưa quý bà và quý ông, chào mừng đến vở kịch của trường. Đây là vở cô bé quàng khăn đỏ. Không có mắt kính của mình, lúc đó heo bà không thể nào đọc báo được. Chuyện này thật mắc cười, mình không nhìn thấy gì hết. Chắc ai đó đã để cặp mắt kính sai chỗ rồi. Anh nhớ lần cuối cùng nhìn thấy nó là ở đâu không heo bà? Khi không đeo nó, anh luôn để nó ở trong túi của mình. Nhưng bây giờ lại không có. Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó, thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo. Nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu, Jax.
Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã... Giờ tới lượt chị. Đây là váy của mẹ. Và đây là nón của mẹ. Heo ba ơi, giày của heo ba đâu rồi? Bây giờ chị phải mang giày đây. Bây giờ chị phải trông thật đẹp mới được, giống như mẹ. Rồi Peppa tìm thấy hộp trang điểm của mẹ. À ha. Dạ một chút phấn nè. Đẹp lắm. Bây giờ tới son môi. Bây giờ heo mẹ trông thật là đẹp. Mình đi thôi nào heo ba. Đã tới giờ đi làm rồi. Lúc đó heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Chào con Peppa, chào con George. Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Peppa, mẹ chỉ chào thôi mà. Con không phải heo Peppa, con là heo mẹ. Phải rồi, tất nhiên. Xin chào heo mẹ nha. Xin chào. Và đây là heo ba. George. Được rồi, chào các anh nữa nha heo ba. Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Xin chào cô thỏ trắng. Ồ, xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn tìm mua một đôi giày mới cho heo Peppa. Giày đỏ. Được rồi, cô sẽ chọn cho con một đôi giày thật đẹp nha Peppa. Giày màu đỏ. Nha cô. Tất nhiên rồi, đôi này nha. Wow. Giày đỏ mới. Lúc đó George và heo ba đang chơi cờ. Ồ, con giỏi lắm cho. Ba ơi, ba ơi. Nhìn giày mới của con nè, nó màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Mẹ ơi, mẹ có thích giày mới của con không? Có, Peppa, chúng làm con trông rất thông minh. Chót, em có thích giày mới của chị không? Cả nhà ai cũng thích giày mới của Peppa. Con rất thích giày mới của mình. Và con sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Rồi tới lúc đi tắm, Peppa vẫn muốn mang giày mới của mình dù đã nằm trong bồn. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và Shot. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha, hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình. Heo ba cũng đang mang ủng của mình. George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó, Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Peppa, con có muốn vẽ mặt hay không? Dạ có.
con muốn làm một chú voi. Không được, cô không biết cách vẽ con voi rồi. Cô có thể vẽ hổ thôi. Dạ được, cô vẽ được không cô? Được rồi đó Peppa, con đã là một nàng hổ rồi. Mình là một con hổ. George, con muốn trở thành gì nè? Khủng long. Là khủng long sao? À, hay là hổ đi được không? Cô rất giỏi vẽ hổ. Chị là hổ nè. Mình cũng vậy. Miau. Hổ đâu có sữa gâu gâu. Sao cậu biết vậy? Vì hổ là một chú mèo lớn mà. Miau. Và mình là mèo. Candy, cậu chỉ tụi mình cách làm hổ được không? Được thôi. Hổ sẽ rình rập con mồi từ từ như vậy nè. Sau đó sẽ nhảy ra. Và hổ thích tự liếm sạch toàn thân của mình. Nhưng hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là. Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Khủng long. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng long cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi, chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính nghe chưa? Chắc nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chót thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi. Heo ba ơi. Có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? À... Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. À, em tính như vậy cũng được. Nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Phải, ba sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng ba không biết cái đĩa ở đâu. Chụp đi George. Ồ, quá rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ồ, thử lại đi. Ồ, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Chót thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo Chót, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại.
Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. Sót, chụp lấy. Hoan hô! Chụp được rồi. Sharks, em ra giữa nha. Sharks, chụp đi. Chụp bóng đi Sharks. Sharks à, chụp đi con. Em chụp đi Sharks. Đây này Sharks. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em chót như vậy. Xin lỗi chót. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em chót còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi chót. Hoan hô. Công bằng chứ con, bà chỉ giúp em chóp một tay thôi mà. Các bạn đã tới rồi. Chào Peppa. Chào Suzy, mình là một công chúa tiên nhỏ. Cậu phải cúi đầu khi nói chuyện với mình đó. Xin chào công chúa tiên. Mình là y tá Suzy. Bây giờ cậu mở miệng ra và nói a đi. Nè. Còn mình là chú hề á. Vậy thì cậu diễn trò gì đi. Rebecca ơi, sao cậu mặc đồ y chang củ cà rốt vậy? Mình thích cà rốt mà. Không liền. Khủng long thì là đáng sợ quá. Lúc này Peppa đang ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngựa ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta. Là cậu Peppa. Miau. Chào cậu Peppa. Xin chào, hôm nay mình là một công chúa tiên nhỏ. Mình là phù thủy. Và mình có một cây đũa thần nữa nè. Mình cũng có cây đũa thần nè. Mình có thể biến cậu thành ếch. Mình sẽ biến cậu thành ếch luôn. Ôi trời, George bị hình phản chiếu của mình làm cho sợ. George đáng yêu. Đó chính là con ở trong gương thôi mà. Các con, đã tới lúc chúng ta chọn ra ai là người có trang phục đẹp nhất hôm nay. Chúng ta cần phải có giám khảo. Vì đây là buổi tiệc của Peppa, có lẽ nên để cho con bé được làm giám khảo. Mình là giám khảo, mình là giám khảo. Ba ơi, giám khảo là gì vậy ba? Giám khảo sẽ chọn ra người có trang phục đẹp nhất. Vậy là Peppa sẽ có quyền chọn ra người có trang phục đẹp Suzy, nhất. Suzy, cậu cho mình xem trang phục của cậu được không? Nè. Mình là y tá Suzy, mình giúp cho mọi người khỏe hơn. Tốt lắm y tá Suzy. Tới Dandy. Mình là cướp biển đây. Khủng long. Đúng rồi, là quyển sách về khủng long. Đó là quyển sách hình khủng long của George. Con này là khủng long bạo chúa. Khủng long bạo chúa. Đúng vậy. Ồ, còn đây là khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài. Phải. Còn đây là khủng long ba sừng. Khủng long ba sừng. Giỏi lắm George. George rất thích khủng long. Ba ơi, George, sao ba và em dừng lại rồi? Ba và em sẽ thua đó. Ồ, phải rồi, cuộc thi. Nhanh nào George, đặt nó về kệ sách đi con. Ba ơi, ba và em chậm chạp quá đi. Mẹ và con nhất định sẽ thắng thôi. Không, ba nhất định sẽ thắng. Thắng rồi. Đâu, mẹ và con thắng. Chúng ta đều thắng. Nhìn xem căn phòng gọn gàng chưa kìa. Wow. Căn phòng thật là gọn gàng. Mọi người làm rất tốt. Mẹ ơi, tụi con đã dọn xong phòng rồi. Tụi con có thể chơi búp bê và khủng long được chưa mẹ? Được, các con có thể chơi tiếp tục được rồi. Hoan hô. Búp bê của mình đâu? Còn ngài khủng long đâu rồi?
trời, căn phòng lại bừa bộn lại rồi. Ít nhất nó cũng gọn gàng được một lúc. Đây là bản đồ kho báu nè Peppa. Và Jock có thể đổi cái mũ cướp biển của ông. Xin chào thuyền trưởng Jock. Nhưng mà cái bản đồ này khó hiểu quá. Ba giúp con đọc được không? Tất nhiên rồi Peppa, bà rất giỏi xem bản đồ. Đúng là hơi khó hiểu thật. Heo ba à, con cầm cái bản đồ bị lộn ngược rồi kia kìa. Con cũng nghĩ vậy. Dễ thôi mà, dấu chéo chắc chắn là chỗ chứa kho báu. Vậy còn hai cây táo đó ở đâu trong khu vườn này? Con không biết nữa. Con có cần gợi ý hay không? Dạ có. Manh mối thứ nhất ở trong một cái chai. Nhưng cái chai đó ở đâu đây ta? Con thấy nó rồi. Peppa đã thấy manh mối đầu tiên rồi. Một lời nhắn trong một cái chai. Mọi người nhìn nè, cái chai nằm ở đây. Làm tốt lắm Peppa. Để xem lời nhắn nói gì đây nha. Nó là lời nhắn từ một cúp biển. Mẹ ơi, mẹ đọc lời nhắn của cướp biển giùm con được không? Nhưng chữ viết của cướp biển này xấu quá. Không đâu, chữ viết của cướp biển rất đẹp mà. Con không đọc được chữ nào hết. Cướp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Món mì ống ngon nhất trên đời. Nhìn là biết hai người là anh em liền. Mặt mũi cũng giống nhau nữa. Làm gì có chứ. Tụi anh hoàn toàn khác nhau mà. Peppa, George và con, chút nữa sẽ diễn kịch đối cho mọi người coi nha. Hay lắm, mọi người nhất định sẽ xem. Vở kịch rối sao, nghe có vẻ vui đó. Em ăn thêm mì ống có được không anh trai? Anh cũng muốn ăn thêm nữa. Vậy là vở diễn rối sắp bắt đầu. Dạ xin chào, con tên là Heo Chloe. Và mình là Heo Peppa. Con là một con khủng long, đáng sợ quá. Đàn của nó ghê quá. Hay lắm, tụi nhỏ diễn rất hay. Quang phô. Tôi chính là Heo Ba. Dạ con xin chào ba. Xin chào bé ba. Hô hô hô. Nó giống y như anh vậy. Anh thấy bụng của nó hơi lớn hơn anh đó em. Hô hô hô, bữa trưa này thật là ngon. Bác ơi, hôm nay bác có ngủ quên và ngáy như mọi khi không? Ý của con là sao? Ba con nói lúc nào bác cũng ngủ quên và ngáy rất là to như vậy nè. Hô hô, ba của con nói đúng, bác đúng là ngáy như vậy. Anh à, anh không nên nói những chuyện đó về Heo Ba. Mẹ không nghĩ là hai anh em họ nghe thấy những gì các con nói đâu. Heo Ba và Heo Ba đều đang ngủ quên mất. Hai người họ đúng là anh em ruột ha. Chuyện gì vậy? Vở diễn rối đã bắt đầu chưa vậy? Mình không phải hoa đâu, mình chính là Heo Peppa. Cậu ấy thật là dễ thương. Con muốn là một chú bướm bướm. Rồi Peppa đóng giả làm một chú bướm. Mình là một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George,
Chị làm bướm bướm rồi, em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi, em có thể làm một chút sau. Nhìn nè chó, chị là một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn làm một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Được rồi Peppa, mẹ biết phòng khách nhà mình ở đâu mà con. Mẹ hãy đọc tạp chí đi. Cảm ơn Peppa. Và đây là bản nhạc dành cho mẹ. Cảm ơn Peppa. Chúng ta phải cắm số lượng nến bằng đúng số tuổi của mẹ. 1, 2, 3. Ôi trời, nếu vậy chúng ta không có đủ nến rồi. Ba ơi, mẹ bao nhiêu tuổi vậy ba? Bà sẽ nói nhỏ với các con nha. Wow, nhiều vậy sao ba? Còn biết không, bà nghĩ 3 cây nến là cũng được rồi. Vậy là bánh sinh nhật của heo mẹ đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải trang trí cho phòng khách nữa. Xin chào mẹ. Ồ, mọi người đây rồi. Mẹ vừa thấy hơi chán một chút. Mẹ ơi, vậy mẹ có muốn đi dạo ngoài vườn một chút không? Mẹ có lựa chọn nào khác không? Dạ không. Tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ nha. Con sẽ gọi mẹ khi con chuẩn bị xong. Không ngờ sinh nhật phải làm rất nhiều chuyện như vậy. Heo ba cùng Peppa và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Oh, chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và George đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để bà xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa, để bà thử xem. Con thích chiếc xe mới này. Chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi.
Lúc đó khiến chiếc xe xịt nước vào heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó. Cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm từ nút đỏ đi. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng lúc nào đây ta? Là lúc màu đỏ đó. Hạnh Hoa. Quang Ngô. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Quang Ngô. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Mình chơi nhìn đồ đi ba. Cũng được, để ba làm trước nha. Heo ba phải bí mật nhìn thứ gì đó ở xung quanh. Và những người khác sẽ đoán nó là cái gì. Mắt của ba đã nhìn thấy một thứ. Đó là thứ có màu đỏ. Đỏ? Váy của con, nó có màu đỏ. Không, không phải váy của con đâu. Vậy xe của mình? Đúng rồi, là xe của chúng ta. Tới con, bây giờ mắt của con đang nhìn thấy một thứ có màu xanh dương. Áo của chó có phải không? Không phải. Nó có phải là một thứ trong xe không hả con? Không, ba mẹ thua đi. Bà chịu thua. Là bầu trời, nó có màu xanh. Con thắng rồi. Nè anh à, anh biết chúng ta đang ở đâu không vậy? Anh biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Nhưng mà con đường này hình như không giống như trên tấm bản đồ thì phải. Ôi, heo ba ơi, bị lạc nữa rồi. Chúng ta không có lạc. Vậy chúng ta phải đi đường nào để tới lâu đài Windy đây? Em đợi anh một chút xíu nữa thôi. Em biết rồi, chúng ta có thể gọi cho ba và mẹ. Em không cần gọi cho mẹ và ba đâu. Dù mất cả ngày chúng ta cũng sẽ tới được lâu đài Windy. Chúng ta không có cả ngày đâu anh. Alo, con đó hả? Ba đang nghe đây. Dạ ba ơi ba, hiện tại tụi con bị lạc trên đường tới lâu đài Windy rồi ba. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội. Thôi, để ba chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi cố lên. Em vẫn còn chơi trò đuổi bắt sao? Đó là một trò chơi con nít mà. Ừ, tụi em hay chơi trò đuổi bắt vì George thích chơi trò đó thôi. Được rồi, vậy thì chơi gì George? Tụi em muốn chơi theo đúng luật hay là chơi theo luật của con nít đây? Chơi đúng luật đi. Để chị trước. Em bị rồi đó Peppa. Em phải đuổi theo chị đây. Vậy là Peppa đã bị. Cô bé phải đuổi theo Chloe và George. Chị đây nè. George, chị sẽ bắt được em dễ thôi. Em nhỏ xíu thôi mà. Vậy là không công bằng. Chị đang giúp em George. Bởi vì George vẫn còn rất nhỏ. Hay là em muốn chị giúp em? Không, em không cần ai giúp đâu. Em là người lớn giống như chị rồi mà. Vậy thì cố lên đi bé ba, bắt được chị đây. Không bắt được rồi. Chơi trò này chán quá đi. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Cũng được. Chị biết có một trò rất là hay cho những đứa trẻ lớn. Nó được gọi là trò cáo già. Cáo già? Em muốn chơi trò cáo già đó. Mà cáo già là gì? Trong trò này sẽ có một người đóng vai cáo già và người khác phải cố tới gần người đó. Để em muốn làm cáo già. Và Peppa đóng vai cáo già. Khi cô bé quay lưng lại, những người khác sẽ tới gần cô bé. Nhưng nếu Peppa quay lại và thấy ai đang cử động, họ sẽ phải quay về điểm xuất phát. Chót, chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không Josh? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già.
Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. Peppa, chị thấy em rồi nha. Giờ điểm xuất phát. Thật là không công bằng. Chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Giờ điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Trên kia có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à? Xin lỗi vịt con nha, mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh dâu tây mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm. Ồ, một con ong, mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt, chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Ờ, bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ, nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa, chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong đó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Ba ơi, tụi con có thể giúp ba tìm mắt kính được không ba? Ý hay đó Peppa. Nếu con tìm ra nó thì ba con sẽ không còn bực bội nữa. Anh không hề bực bội. Peppa và George đi tìm mắt kính của heo ba. Peppa thì tìm ở dưới tờ báo, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Còn George thì tìm ở phía trên TV, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. Chúng ta lên lầu tìm trong phòng của ba và mẹ đi em. Peppa và George cùng nhau tìm trong phòng của ba và mẹ. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Thì con có muốn gieo hạt dâu tây hay không? Dạ con. Hạt giống này sẽ phát triển thành một cái cây dâu tây thật đẹp đó con. Trước tiên, hãy làm một cái lỗ nhỏ. Sau đó con gieo hạt giống vào, rồi lấy đất lấp lại.
muốn ông tưới thai cho con không? Dạ không, con muốn tự mình tưới nó. Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ đợi nó nảy mầm. Peppa và George đợi hạt cây nảy mầm và lớn lên. Đợi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy lớn. Con phải thật kiên nhẫn chứ Peppa. Nó cần có rất nhiều thời gian để lớn lên. Peppa, George, đã tới lúc về nhà rồi con. Nhưng tụi con đang đợi cây dâu của tụi con lớn lên. Con muốn ăn dâu tây với trà. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Không phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ông chăm sóc cho cây dâu tây của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ông thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ông thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tây. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè.